đọc sách thiếu nhi. Con đồ to vẫn đang đọc sách sao? Còn không à? Đọc suốt cả một buổi sáng rồi. Con trai giỏi quá. Những đứa trẻ thích đọc sách đều trở nên thông minh. Đồ to ơi, đồ to, đi đá bóng nào. Hôm nay mình không đá bóng đâu. Hả? Tại sao? Mình muốn đọc hết quyển sách này đã. Được rồi. Con đồ to lại không đi đá bóng ư? Con đồ to thích đọc sách như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một người có học vấn uyên thâm. Mẹ tập về, con vừa mới đọc xong một cuốn sách thiếu nhi, đúng là hay cực kỳ. Con đồ to, vậy trong sách viết cái gì? Kể cho bố mẹ nghe nào. Câu chuyện này nói về hiệp sĩ gấu trúc biến hình. Hiệp sĩ gấu trúc không cầu thang cũng có thể lên được nóc nhà. Vì sao hiệp sĩ phải lên nóc nhà chứ? Đừng ngắt lời khi con đồ to đang kể chuyện, chúng ta chỉ nghe thôi. Ồ, tiếp tục kể đi. Hiệp sĩ gấu trúc bèo một cái, nhảy qua tường, liền biến thành một chiếc thùng rác. Sau đó hiệp sĩ nhúng mình một cái nhảy lên, suýt nữa gặm mất một mảnh trăng. Bố đồ nhỏ, rốt cuộc con đồ to đang kể cái gì vậy? Anh cũng không biết, nhưng nhất định phải tỏ ra là chúng ta nghe hiểu. Như vậy mới khiến đồ to tự tin, yêu thích đọc sách. Hiệp sĩ gấu trúc, áo choàng biến hình siêu tốt. Hiệp sĩ gấu trúc, không sợ khó khăn, tiến lên, tiến lên. Con đồ to, con, mẹ tập về, bất giận bất giận. Em xem con trai chúng ta có phải rất vui không? Nó thì rất vui, nhưng mà em không vui. Đừng sốt ruột, việc đọc sách mang lại niềm vui cho con đồ to. Tiếp theo em nhìn xem, anh hướng dẫn cho con thế nào nhé. Được. Hiệp sĩ gấu trúc ở đây. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, bố cần hiệp sĩ gấu trúc giúp không? Không cần. Đây là những quyển sách hay mà bố chọn cho con. Sách hay gì chứ? Sách dày như vậy thật nguy hiểm. Không, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Đây là sách triết học mà bố thích nhất. Bố đọc cho con nghe nhé. Triết học ư? Con nghe nhé. Sartre xác định phạm vi tồn tại, xác định cấu trúc, đặc điểm của sự tồn tại và quy luật tồn tại của nó. Con đồ to không thích sao? Bố đồ nhỏ, con nghe không hiểu bố đang nói gì. Vậy để bố tìm cho con quyển sách khác hay hơn nhé. Quyển này nhé con đồ to. Những sách này chẳng có hình vẽ gì cả. Có gì hay chứ? Con đồ to, đây đều là sách mà bố thích. Con đồ to, không có hình vẽ không quan trọng. Không phải con thích nghe kể chuyện sao? Nhưng đây không phải là truyện mà. Chuyện kể rằng thời Xuân Thu Chiến Quốc, lúc đó các nước không ngừng đánh lẫn nhau. Xuân Thu Chiến Quốc là cái gì? Có phải còn Đông Hạ Chiến Quốc không? Chuyện này không phải kể về thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời Tam Quốc, có một quân sư hết sức tài năng, tên là Gia Cát Lượng. Bố đồ nhỏ, trên cái quạt này có mấy cái lông vũ vậy? Ông vừa vẫy quạt vừa nói. Đợi đã, đầu to, đầu to. Đợi đã, bố đang... Bố đồ nhỏ, con đồ to, ăn cơm thôi. Hả? Đi đâu hết cả rồi? Bố đồ nhỏ, ăn cơm thôi. Được rồi, được rồi. Để anh đọc nốt đoạn này đã. Con đồ to đâu? Không phải cùng anh đọc sách à? Đúng rồi. Nó đi đâu rồi? Con đồ to đang cùng anh đọc sách mà. Còn không mau đi tìm. Được. Lợn con mau ra đây, nếu không ta sẽ thổi đổ căn nhà của ngươi rồi ăn thịt ngươi. Không đúng. Trong truyện nói rằng sói xám thổi 3 lần liền. Quyển truyện này mình đã xem 5 lần rồi. Mình nhớ nhầm rồi, chúng ta làm lại. Mẹ tập về, cuối cùng anh đã hiểu ra rồi. Sách phù hợp với con đồ to mới là sách tốt nhất. Con mới chịu chủ động đọc sách. Chúng ta không thể dùng sở thích của người lớn mà đoán bừa. Đúng thế, em phải lên hội các bà mẹ chọn mấy quyển sách thiếu nhi kinh điển cho con đồ to mới được.
toàn đa chức năng. Chiếu tướng, tới đây. Đi mã, lại chiếu tướng. Bố sắp thắng rồi. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Hôm nay phải đến rồi chứ. Mẹ tập về. Mẹ cứ đi đi lại lại, làm con chóng mặt quá. Hai bố con chơi cờ, mẹ còn gây trở ngại sao? Mẹ tập về cứ đi đi lại lại, làm con phân tâm, cho nên mới bị thua đấy. Em đi lại suốt một buổi sáng rồi, lẽ nào có chuyện gì sao? Em đang đợi một gói hàng quan trọng. Mẹ tập về ra nhận hàng. Cuối cùng đã đến rồi. Được, cảm ơn. Ồ, thì ra là một chiếc khăn quàng. Chiếc khăn này là mẹ đặt mua từ nước ngoài, để 2 tháng trời mới nhận được. Hả? Mau cho con xem nào. Hình như rất bình thường mà. Nếu in hình con robot biến hình thì có phải tuyệt không? Đây là kiểu dáng của năm nay. Hình vẽ cũng là loại phổ biến nhất. Chiếc khăn này đúng là quá đẹp. Đều thế nào cũng đẹp. Wow, mẹ tập về đẹp quá. Bố đồng nhỏ, chương trình gì mà thú vị thế? Trận bóng đá này rất quan trọng. Ai da, đừng chắn anh chứ. Đừng chắn anh xem đá bóng chứ. Con đồ to, vẫn đang chơi ư? Vâng, nhìn này, con đã ghép được 3/4 rồi. Con đồ to thật thông minh. Mẹ tập về, mẹ có việc gì sao? Hả, không có. Mẹ tập về, chuyện gì hả con đồ to? Mẹ tập về, mẹ nên đi nấu cơm thôi chứ. Con thấy đói rồi. Mẹ tập về, nhớ làm giúp anh 2 đĩa đồ nhắm nhé. Vừa xem bóng đá vừa uống bia thì hay biết mấy. Quá tuyệt luôn. Hai bố con anh thật quá đáng. Lẽ nào thật sự không nhìn thấy chiếc khăn đẹp đẽ này của em sao? À, mẹ tập về, rất đẹp, rất đẹp mà. Mẹ đi nấu cơm. Bố đồ nhỏ, có phải chúng ta khiến mẹ tập về giận rồi không? Không sao, ngày mai chúng ta đi dã ngoại ở công viên, để bố nghĩ cách khiến mẹ con vui trở lại. Hôm nay chúng ta phải khen mẹ nhiều vào, để mẹ vui. Nhớ chưa nào? Vâng, con nhớ rồi. Wow, mẹ tập về đẹp quá. Thật sao? Vậy xuất phát thôi. Được rồi, đừng chụp nữa. Hôm nay đã chụp đến mấy trăm tấm rồi. Em đẹp quá, chụp bao nhiêu cũng không đủ. Đúng thế, chiếc khăn của mẹ thật là đẹp. Hai bố con hôm nay sao khéo nói thế, khiến mẹ xấu hổ quá. Mẹ tập về vui rồi. Vậy thì tốt quá. Được rồi, chúng ta mau ăn thôi. Chết rồi. Sao thế? Khăn trải, em quên mang khăn trải lên bãi cỏ để ngồi rồi. Vậy làm sao ăn được? Mẹ tập về thật là sơ ý quá. Thích ăn để trực tiếp lên bãi cỏ sẽ bị bẩn mất. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Hai người cẩn thận một chút, đừng làm hỏng khăn của mẹ. Mẹ tập về, chiếc khăn này của mẹ thật là hữu ích. Chiếc khăn quý giá như vậy không phải dùng để làm khăn trải bàn đâu nhé. Giờ làm sao mẹ về nhà được đây? Đều tại em đi chơi dã ngoại còn mang giày cao gót. Phải làm sao? Mau nghĩ cách đi. Bố đồ nhỏ cõng mẹ về nhà. Không được, phải qua cầu, đừng thì xa. Bố sợ không cõng nổi. Vậy thì phải làm sao? Có cách rồi, khăn quàng. Thế nào? Như vậy có thể đi về nhà rồi. Thế nào hả? Không ngờ anh cũng biết nhiều cách thật đấy. Chỉ là khăn quàng của em. Mẹ tập về, con thấy giày buộc khăn thế này nhìn rất đẹp mà. Thật sao? Khăn quàng của mẹ tập về đúng là đa tác dụng. Đúng thế, khăn quàng vạn năng. Bị hai người đánh bại rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Được.
Bánh donut mà mẹ tập về mua ngon quá. May mà hôm qua giữ mồm giữ miệng, để lại một cái cuối cùng đến hôm nay. Đồ to, xin chào. Mau Dung Dung, sao lại là cậu? Mình đi qua trước cửa nhà cậu, đúng lúc thấy cửa nhà mở, nên mình chạy vào đây. Đúng lúc nhìn thấy, trời ơi, cậu đang ăn gì vậy? Ồ, đây là bánh donut nhân Việt Quốc. Mình tưởng là con trai thì không thích ăn đồ ngọt. Hả? Mình... Hơn nữa, ăn nhiều đồ ngọt rất dễ béo phì, còn dễ sâu răng nữa. Chuyện này có lẽ cũng đúng. Thật ra rất dễ giải quyết. Thật ư? Đó chính là mình ăn giúp cậu. Bánh donut của mình. Không có gì, là bạn tốt thì phải giúp cậu chia sẻ nỗi lo chứ. Bánh donut ngon thật. Mau Dung Dung tới chơi ư? Chào chú đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ, mau Dung Dung ăn bánh donut của con. Con trai đừng có nhỏ nhen như vậy chứ. Hơn nữa con ăn sáng rồi, không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt đâu. Đồ to, chúng ta lên phòng cậu chơi đi. Đợi, đợi một lát. Mau Dung Dung, cậu ăn xong chưa rửa tay? Không được đụng vào xe của mình. Xe của mình. Biết rồi, mình đi rửa tay là được chứ gì. Chán thật. Truyện tranh tập mới nhất. Dở chậm thôi. Tập truyện tranh này có kết thúc của siêu nhân mà mình thích nhất. Vậy sao? Mình cũng rất thích. Đồ to, quyển truyện tranh này cho mình mượn nhé. Đọc xong sẽ trả cậu. Không được, mình vẫn chưa đọc xong mà. Được rồi, vậy mình đọc ở đây là được chứ gì. Mau Dung Dung, sao cậu dở nhanh như vậy? Bởi vì mình rất muốn biết kết thúc như thế nào. Thì ra là như vậy. Mình đọc xong rồi, mình kể cho cậu kết thúc nhé. Không cần, không cần. Mình không nghe, mình muốn tự đọc. Cuối cùng siêu nhân khôi phục lại năng lực. Vẫn cứ nghe thấy rồi. Đúng là hay tuyệt, chẳng có thú vị chút nào. Cậu về nhà đi. Nhưng mà mình vẫn chưa chơi chán mà. Vậy cậu chơi một mình đi. Mình đi đây. Ấy con đồ to, con không chơi cùng Mao Dung Dung à? Con không muốn chơi cùng bạn ấy nữa. Đồ to à, dù thế nào thì đó cũng là bạn của con mà. Được được, vậy để bố đi làm hòa giúp hai đứa nhé. Tiếng gì vậy? Có chuột ư? Trời ơi, giấy vẽ đồ án của mình. Mao Dung Dung này thật khiến người khác đau đầu, chẳng hiểu phép lịch sự gì cả. Con không nói sai chứ? Trẻ con mà, không hiểu chuyện cũng khó trách. Đừng tức giận nữa, ăn điểm tâm đi. Có điều vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho chú Mao rồi. Chú ấy sẽ đến ngay để đón nó đi. Thật sao? Tôi tới rồi. À, đến rồi. Thật là ngại quá. Mao Dung Dung nhà tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Chú ơi, cháu rất ngoan mà. Mao Dung Dung nhà tôi tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng là một đứa trẻ ngoan. Bộ phim cổ trang mà em thích nhất sắp sửa tới đoạn tiết lộ bí mật rồi. Tra ra được là ai làm hại công chúa. Chẳng phải tập này tối qua chiếu rồi sao? Đúng thế, tối qua bận chút việc nên bỏ lỡ, hôm nay mới xem lại. Người tiết lộ bí mật chính là thị vệ của hoàng hậu. Cảm ơn anh nhé. Hả? Không xem nữa sao? Đã biết kết cục rồi, còn gì đáng xem nữa. Tôi đi nấu cơm. Tôi hiểu rồi. Chú ơi, xếp hình chẳng có gì vui cả. Chúng ta về nhà đi. Cậu phải thu dọn đồ chơi vào đã chứ. Mình không dọn đấy. Về nhà thôi. Chú Mao, xin đợi một lát. Người lớn chúng ta làm việc gì, trẻ con ở bên cạnh đều nhìn thấy. Phải luôn ghi nhớ, chúng ta phải lấy mình làm gương mới được. Không thể tự mình làm không tốt, ảnh hưởng đến con trẻ. Tôi nghĩ anh nói đúng. Chú ơi, để cháu giúp chú dọn. Như vậy mới đúng chứ. Làm phiền anh chị rồi. Làm phiền cậu rồi. Đừng khách sáo. Tạm biệt. Thank you.
bị thương rồi. Ai da, nhẹ thôi. Đừng cử động, phối hợp cho tốt, đừng cử động. Em đã tham gia lớp huấn luyện cấp cứu trong khu dân cư. Trình độ thế này làm sao được? Nếu em học tốt rồi, thì còn cần về nhà luyện tập với anh làm gì nữa? Chết rồi, em còn đang luộc ngô trong bếp. Tốt quá, cảm ơn Ngô đã giúp mình. Mình vẫn còn một trang bản vẽ chưa vẽ xong, ngày mai là phải nộp rồi. Bố mẹ đi đâu rồi? Bố đồ nhỏ, bố bị thương ư? Bố bị thương gì chứ? Sao bố lại không biết? Bố đồ nhỏ, đầu bố chắc bị thương rất nặng. Bố đồ nhỏ, quên cả chuyện mình bị thương rồi. Cứ thế này, trí nhớ của bố đồ nhỏ sẽ ngày càng kém, quên hết mọi chuyện. Cứ như thế, liệu bố đồ nhỏ có quên mình là ai không? Đừng thế chứ, mình không muốn bố đồ nhỏ quên mình đâu. Con đồ to, làm sao thế? Cuối cùng đã vẽ xong rồi. Bố đồ nhỏ, con là ai? Sao lại hỏi như vậy? Con là con đồ to mà. Tốt quá. Bố đồ nhỏ, con là ai? Con đồ to, con làm gì thế? Ồ, vẫn chưa quên. Bố đồ nhỏ, con là ai? Con đồ to, làm bố giật cả mình. Con là ai? Con là ai? Con là ai? Con còn không biết con là ai, làm sao bố biết được? Bố đồ nhỏ thật sự quên mất mình rồi. Không được, mình nhất định phải giúp bố đồ nhỏ. Có ảnh chụp, bố đồ nhỏ sẽ không quên được mình và mẹ tập dề. Mẹ tập dề, điều khiển tivi đâu? Chết rồi, bố đồ nhỏ đến điều khiển tivi cũng không nhớ là để ở đâu nữa. Có cách rồi. Đúng rồi, đây là thùng rác. Bố đồ nhỏ giỏi quá. Con đồ to đang làm gì thế? Tăng cường trí nhớ. Con đồ to đang muốn nhớ chữ à? Ăn cơm thôi. Tới đây. Nhiều món ngon quá. Đợi đã. Bố đồ nhỏ, đây là bát ăn cơm, dùng để ăn cơm. Đang làm cái gì thế? Có thể đi ngủ rồi. Bố đồ nhỏ, con đọc truyện cho bố nghe nhé. Con đọc cho bố. Đúng thế. Thầy cô nói, nghe truyện có thể tăng cường trí nhớ. Vậy được thôi. Khăn đỏ hỏi, sao mắt bà to thế? Sói xám đáp, là để nhìn cháu rõ hơn. Bố đồ nhỏ, bố nhất định không được quên đấy. Thằng nhóc này, hôm nay làm sao thế? Rửa mặt rồi đi ngủ nào. Ây da, hôm nay đeo băng gạc suốt cả ngày. Bố về rồi đây. Mệt chết mất. Hôm nay lúc đi xe buýt, phát hiện ra tiền và thẻ xe buýt đều không có, đành phải đi bộ về nhà. Bị ăn trộm ư? Không phải, ví tiền vẫn còn. Chỉ là bên trong nhét đầy ảnh của con đồ to và mẹ tập về. Bố đồ nhỏ, bố vẫn nhận ra con ư? Đương nhiên rồi. Sao lại hỏi câu kỳ lạ thế? Con đồ to, có phải do con làm không? Đương nhiên rồi, nếu không phải con nhét ảnh vào ví tiền, nếu không chừng, bố đồ nhỏ đã quên con và mẹ tập về rồi. Sao bố lại quên chúng ta được chứ? Hôm qua bố đồ nhỏ bị thương. Để bố không quên chúng ta, con liền đổi hết thẻ trong ví bố thành ảnh chụp. Chẳng trách hôm qua con dán đầy những mảnh giấy nhớ khắp nhà. Thật ra con hiểu nhầm rồi. Đúng thế, hôm qua là mẹ học cách băng bó nên luyện tập trên đầu bố đồ nhỏ, cuối cùng quên không tháo ra. Thì ra đầu của bố đồ nhỏ không phải thật sự bị thương à? Không bị thương, con nhìn xem, đầu bố vẫn bình thường mà. Xem ra con hiểu nhầm rồi. Tuy con đầu ta hiểu nhầm, nhưng bố rất cảm động. Có con quan tâm như vậy, bố thấy rất hạnh phúc. Bố mãi mãi không bao giờ quên tấm lòng của con và mẹ tập về đâu. Tốt quá rồi, rơm.
mau nếm thử xem. Đây là dưa chuột nhà mình trồng đấy. Ngon quá. Mẹ Tập Dê, vì sao quả dưa chuột nào cũng có lỗ vậy? Vậy sao? Đúng là bị sâu à? Bố không để ý. Không phải là sâu, mà là bị chim quét. Chim ư? Bị chim ăn mất ư? Xem ra chúng ta phải là một con bù nhìn rơm thôi. Bố đồ nhỏ, bù nhìn rơm có tác dụng gì? Có bù nhìn rơm canh giữ, lũ chim sẽ không dám đến ăn rau quả nhà mình nữa. Tốt quá, con có thể giúp gì bố không? Con đồ to, con có thể hy sinh một chiếc mũ không? Bố cần trang trí cho bù nhìn rơm giống như người thật mới được. Không thành vấn đề. Bố đồ nhỏ, đây là mũ cho bù nhìn rơm. Cái quạt này cũng cho bù nhìn rơm dùng đi. Em đi mua đồ, hai bố con cứ từ từ làm nhé. Con có thể cắm quạt vào trong tay bù nhìn rơm rồi. Để bố bó thành một bù nhìn rơm, sau đó dùng dây thừng buộc lại là được. Để con giúp. Bố bắt đầu đây. Giúp bố bó chặt rơm lại. Ở đây có sợi dây thừng, dùng làm dây nhảy được. Mình chơi trước đã. Con đầu to, cầm dây thừng qua đây. Buộc lại là được rồi, con đầu to. Vâng ạ. Con đầu to, chưa tìm thấy dây thừng sao? Bố trèo ở ngay chỗ đó mà. Không có ạ. Rõ ràng là treo sợi dây thừng ở đây. Sao lại không có nhỉ? Không có chìa khóa, phải đợi mẹ Tập về mới vào nhà được. Chúng ta đi tìm xem sao. Nhìn xem có thứ gì thay thế dây thừng. Bố thấy cái này cũng được. Hả? Cành cây cũng có thể cố định bù nhìn rơm ư? Yên tâm đi, nhìn bố đây. Hoàn thành rồi. Bố đồ nhỏ, bù nhìn rơm này nhìn đáng thương quá. Con không thích bù nhìn rơm thế này. Nhìn vào có chút không đẹp mắt. Nhưng mà bởi vì không có dây thừng. Bỏ đi, chúng ta đi tìm thứ khác có thể thay thế dây thừng vậy. Bố đồ nhỏ, con chuẩn bị xong rồi. Dùng cành liễu thay thế cũng được. Cành liễu có thể thực sự được. Đương nhiên rồi. Ai bảo bố đồ nhỏ thông minh như vậy? Dùng cành liễu thay cho dây thừng. Không được rồi. Bố đồ nhỏ, cỏ lau có được không? Không được. Vậy cần ống nước. Càng không được. 25, 26, 27, 28, 29. Bố đồ nhỏ, nếu Mao Dung Dung có thể cho chúng ta mượn sợi dây kia để buộc bù nhìn rơm thì tốt. Sợi dây thừng đó hình như chính là dây thừng nhà chúng ta. Mao Dung Dung, có phải cậu lấy dây thừng nhà mình không? Đúng thế, mình thấy trên hàng rào có một sợi dây thừng nên mượn để nhảy dây. Nhưng mà cậu chẳng hề nói với mình. Đi ba, cậu cần dùng thì trả lại cho cậu. Bố đồ nhỏ, bù nhìn rơm đúng là có tác dụng. Đương nhiên rồi, đây là bù nhìn rơm do chúng ta tự tay làm mà. Nhưng mà bố đồ nhỏ, lũ chim không có gì ăn cũng rất đáng thương. Chuyện này mẹ đã nghĩ đến rồi. Cho nên nhìn xem mẹ mua gì cho lũ chim đây. Vẫn là mẹ Tập về suy nghĩ chu đáo. Chim ơi, tới ăn ngô nè. Giờ thì tốt rồi, chim nhỏ sẽ không ăn rau nữa mà vẫn có thể ăn no. Vườn nhà chúng ta đúng là vui vẻ mà.
thêm một chút. Chán quá đi mất. À, bố đồ nhỏ về rồi. Con đồ to, xem bố mua gì cho con này. Bánh hình thú à? Sai rồi, là tranh ghép hình. Hơn nữa còn là loại tranh lớn 1000 mảnh. Tranh ghép ư? Wow, còn hay hơn cả bánh hình thú nữa. Mảnh này nên đặt ở đâu nhỉ? Màu sắc này không đúng. Mảnh này cũng không đúng. Hình như không phải ở đây. Ây da, chỗ này nên ghép mảnh nào đây? Phiền quá, không chơi nữa. Con đồ ta sao thế? Bởi vì không tìm được mảnh ghép thích hợp nên nó không muốn chơi nữa. Thằng bé này cũng thiếu kiên nhẫn quá. Đúng thế, chúng ta phải giúp con rèn luyện tính kiên nhẫn mới được. Ăn no quá đi mất. Con đồ to, hôm nay đẹp trời, chúng ta ra ngoài cắm trại nhé. Được ạ, con thích nhất là đi cắm trại. Bố đồ nhỏ, chúng ta mau đi thôi. Đừng sốt ruột, chúng ta phải chuẩn bị đã. Như vậy mới có thể đi cắm trại được. Chuẩn bị cái gì ạ? Đương nhiên là những đồ cần thiết khi đi cắm trại rồi. Tôi dọn xong rồi, xuất phát thôi. Mẹ tập về, con chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau xuất phát thôi. Mau xuất phát thôi. Giờ vẫn chưa được. Mẹ đang nướng bánh để mang đi ăn lúc cắm trại. Con đồ to đợi đã nhé. Hả? Vậy phải đợi bao lâu đây? Không lâu lắm đâu, khoảng 40 phút. 40 phút ư? Hả? Phải đợi 40 phút à? Con đồ to, con chạy nhanh như vậy làm gì? Bố đồ nhỏ, con đã chuẩn bị xong để đi cắm trại rồi. Có phải bây giờ chúng ta sẽ xuất phát không? Bây giờ vẫn chưa đi được. Bố phải thử xem liệu cắm trại có dùng được không đã. Lát nữa còn phải thu dọn những đồ bố cần mang theo. Bố đồ nhỏ, con có thể giúp bố chuẩn bị đồ mang theo. Như vậy chúng ta có thể xuất phát sớm hơn một chút. Được, vậy cảm ơn con đồ to. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, kính viễn vọng có cần mang không? Có. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, cái này thì sao? Cái đó không mang, có phải đi biển đâu. Cái này, còn cái này. Cái này, cái này có mang không? Có, không, có. Bố đồ nhỏ, ba lô của bố đã chuẩn bị xong rồi. Tốt quá rồi, qua, lều dựng xong rồi. Bố đồ nhỏ, lúc nào chúng ta mới xuất phát đây? Ây da, lều đổ rồi. Con đồ ta, hình như lều có vấn đề rồi. Bố phải sửa lại một chút mới xuất phát được. Đợi một lát. Vậy con giúp bố đồ nhỏ sửa lều nhé. Không cần, không cần. Một mình bố là đủ rồi. Con vào nhà chơi đi. Mẹ tập về, bánh đã nướng xong chưa ạ? Ây da, vừa rồi không cẩn thận bị cháy rồi. Cho nên mẹ mới nướng lại mẹ khác. Vừa mới bỏ vào lò xong. Hả? Vậy còn phải đợi bao lâu nữa? Bố đồ nhỏ, lều sửa xong chưa ạ? Sửa xong rồi. Tuyệt quá. Có điều lốp xe của bố bị xịt rồi. Bố phải đi vá lốp xe đã. Sao mà lắm việc thế không biết. Trời đã tối rồi. Làm sao đi cắm trại được đây? Sao lại không thể chứ? Giờ chúng ta sẽ xuất phát. Đúng thế, con đồ to, đi thôi. Chúng ta đi cắm trại nào. Con đồ to, buổi tối cắm trại trong sân nhà thật đặc biệt phải không? Hơn nữa còn rất mát mẻ. Đúng thế. Thì ra cắm trại trong sân cũng rất thú vị. Đương nhiên rồi. Nhìn kìa, sao băng. Sao băng, đúng là sao băng thật. Mau ướt thôi, mau ướt thôi. Con đồ to, con xem. Có những lúc phải kiên nhẫn một chút. Có thể sẽ có niềm vui bất ngờ đấy, con biết không? Vâng, sau này con sẽ không sốt ruột nữa. Phải kiên nhẫn hơn một chút. Hơn nữa, con thấy hôm nay cắm trại thật là vui. Đựng thư thần bí.
con đầu to. Con tới đây. Con sẽ dọn ngay. Sẽ dọn xong ngay. Bố đồ nhỏ, bố không sao chứ? Không sao, đương nhiên không sao. Con đồ to, bố không sao. Con đồ to, cái chai này ở đâu ra vậy? Đấy là... nhất định là nhặt được ở trong nước phải không? Bố đồ nhỏ, làm sao bố biết? Con đồ to, nói cho con biết, đây là chai đựng thư. Chai đựng thư ư? Chai đựng thư là cái gì? Con đồ to, con tự nghĩ xem, phía bên kia đại dương là cái gì? Bên kia đại dương là thế giới thần bí. Cái chai này chính là từ bên đó trôi dạt tới. Nó trôi mãi, cho đến khi con nhặt được nó. Bên trong cái chai này là thứ gì? Nhất định là một bức thư thần bí đến từ bên kia đại dương. Con đồ to, giờ chúng ta sẽ xem trong thư rốt cuộc viết những gì nhé. Được ạ. Bố đồ nhỏ, để con làm cho. Chỉ cần thiếu một chút. Ngón tay bố dài, để bố làm. Giỏi lắm, con đồ to. Bố đồ nhỏ, con không nhìn rõ trên đó viết chữ gì. Bố thì sao? Con đồ to, đây là bức thư thần bí, cần phải phục chế và giải mã, giống như chúng ta tìm ra mật mã vậy. Bố đồ nhỏ, vậy chúng ta mau giải mã đi, nó không chừng là một bức thư cầu cứu đấy. Đúng thế, lỡ như để sót tin quan trọng thì không được. Con đồ to, bố phụ trách việc giải mã, con phụ trách ghi chép nhé. Nhất định con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Con đồ to, e rằng bức thư thần bí này vĩnh viễn chỉ là bí mật. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta không giúp được người ở bên kia đại dương rồi. Có thể họ không chỉ ném xuống một chai thư, nói không chừng sẽ có người khác nhặt được và giúp họ. Vậy thì tốt rồi. Bố đồ nhỏ, con có thể giữ cái chai này làm kỷ niệm không? Đương nhiên rồi, đây là một việc rất có ý nghĩa. Mẹ về rồi đây, hôm nay mua không ít đồ. Bố đồ nhỏ, chai thư kìa. Đúng là chai thư thật. Chai thư gì chứ? Mẹ tập về. Chính là cái chai này. Nó từ bên kia đại dương trôi qua biển mới tới được đây. Chứa đầy bất ngờ, thần bí, ngẫu nhiên, mong chờ. Hai bố con thật biết nói đùa. Mẹ tập về, đây không phải nói đùa. Mẹ lấy chai thư này ở đâu thế? Hai bố con mở ra xem là biết ngay mà. Hả? Quảng cáo của siêu thị. Hai người xem, quảng cáo có sáng tạo không? Nhét quảng cáo vào trong chai. Cái chai này lại có thể đựng đồ, tốt biết bao. Con đồ to, con nhặt được chai thư này ở đâu? Trong hồ nước trước cửa siêu thị. Thì ra là như vậy. Bố đồ nhỏ, tuy đây không phải là bức thư thần bí, nhưng con vẫn cảm thấy rất phấn khích. Con đồ to, chúng ta không sai. Chúng ta thật sự đã trải qua một khoảng thời gian thần bí. Con sẽ thu dọn đồ chơi ngay. Món quà bất ngờ.
đồ nhỏ? Có thứ gì con có thể bán cho bố không? Vậy là ý gì? Thế nào gọi là có thứ gì con có thể bán cho bố không? Sắp đến sinh nhật mẹ Tạp về rồi, con muốn tặng mẹ Tạp về một món quà. Cách nghĩ này hay lắm. Sau đó thì sao? Nhưng mà con không có tiền, cho nên nếu bố muốn mua thứ gì, chỉ cần con có, đều có thể bán cho bố. Sau đó dùng tiền đó đi mua quà cho mẹ Tạp về. Vậy bố trực tiếp đưa tiền cho con là được rồi. Không cần, tiền của bố là của bố. Con muốn dùng tiền của mình để mua quà cho mẹ cơ. Thì ra là như vậy. Bố đồ nhỏ nghĩ ra một cách này. Con có thể dùng đồ của mình đi trao đổi với người khác. Có thể sẽ đổi được món quà thích hợp hơn cho mẹ Tạp về. Đôi lúc chia sẻ, có thể nhận được nhiều hơn đấy. Vậy quyết định thế đi. Chú Mao, chú có muốn xe đồ chơi không? Xe đồ chơi? Cho chú sao? Đây không phải đồ chơi cháu thích nhất sao? Đúng thế, cháu không cần tiền, nhưng cháu muốn đổi lấy một món quà. Chuyện này là thế nào? Sắp tới sinh nhật mẹ Tạp về, con đồ ta không muốn lấy tiền của tôi, muốn dùng khả năng của mình để đổi lấy quà, cho nên mới đem món đồ chơi yêu thích nhất đi trao đổi. Thì ra là như vậy. Được rồi, vừa đúng lúc, chú có một thứ rất thích hợp làm quà để trao đổi với cháu. Quà, sô-cô-la là thứ mẹ thích nhất. Quả nhiên là một món quà sinh nhật rất tuyệt vời. Dùng món đồ chơi cháu thích nhất đổi lấy cái này, cháu sẽ không hối hận chứ? Không hối hận. Cái gì? Anh vẫn đang tăng ca. Chị Hoa Hồng đang làm gì thế? Sinh nhật của em, anh cũng quên rồi. Chứng tỏ đối với anh thì em chẳng hề quan trọng, ngay cả quà cũng không có. Vậy thì chia tay đi. Bố đồ nhỏ, chị Hoa Hồng không nhận được quà sinh nhật. Chị ấy đang tức giận với ai thế? Có thể là cãi nhau với bạn trai của cô ấy. Chị Hoa Hồng, sô-cô-la này tặng chị làm quà sinh nhật. Sao lại thế được? Chị không thể vô duyên vô cớ nhận quà của em được. Nó đang dùng món đồ chơi yêu thích của mình đổi lấy một món quà tặng mẹ. Cháu có thể chọn một thứ gì đó để trao đổi với nó là được. Như vậy à, cháu đúng là có một thứ có thể trao đổi với em ấy đây. Thật ư? Tốt quá rồi. Đây là của người khác tặng chị. Có điều chị đã có một chiếc rồi, cho nên không dùng tới. Rất thích hợp làm quà tặng mẹ Tạp về. Tốt quá, sô-cô-la đổi được một chiếc ô. Mẹ nhất định sẽ thích. Cô đám mây, mau qua đây che ô cùng bố con cháu. Cảm ơn. Có điều đây là ô của phụ nữ. Hai người, đây là một quá trình rất vòng vèo. Con đồ to muốn tặng quà cho mẹ, cho nên dùng đồ chơi yêu thích của mình đổi lấy sô-cô-la. Dùng sô-cô-la đổi lấy ô, cho nên cuối cùng thành ra thế này. Thật đúng là một đứa con ngoan. Cảm ơn cô đám mây. Đồ to, cô dùng một món quà khác đổi lấy ô của cháu được không? Quà gì ạ? Đây là nước hoa người khác tặng cô, nhưng cô lại có một lọ giống như vậy, cho nên lọ này tặng cho mẹ cháu. Mẹ cháu nhất định sẽ thích. Nước hoa thì tốt, mẹ cháu rất thích nước hoa. Thật sự cảm ơn cô. Đừng khách sáo, con cái biết yêu thương mẹ mình, tôi cũng rất cảm động. Mệt quá. Cô ơi, cô vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Lọ nước hoa đẹp quá. Đây là quà cháu tặng mẹ đấy. Mẹ cháu thật có phúc, không cần phải giống như cô đây. Ngày nào cũng ở cùng với rác, mùi trên người thật là khó ngửi. Cô cũng có thể dùng nước hoa mà. Làm gì có thời gian chứ, hơn nữa nước hoa đắt lắm. Cô ơi, cô vất vả rồi. Lọ nước hoa này cháu tặng cô. Cô có thể dùng sau khi tan làm. Đảm bảo sẽ khiến cô có tâm trạng tốt. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Đợi một lát, cô có quà này tặng cháu. Đây là chiếc kim cài áo cô nhặt được mấy năm trước. Không tìm được người đánh rơi. Cô rất thích, nhưng không có cơ hội đeo. Giờ tặng cho cháu. Cháu đem nó về tặng mẹ. Mong là mẹ cháu sẽ thích. Cảm ơn cô. Mẹ Tạp về, con về rồi. Mẹ Tạp về, sinh nhật vui vẻ. Anh đã đặt bánh gato rồi. Hơn nữa con đồ ta còn tặng em một món quà rất đặc biệt. Cuối cùng đã kể xong. Mẹ Tạp về, em làm sao thế? Đây là chiếc kim cài áo của mẹ cho em. Một con bướm có hai cánh, bị mất đã lâu rồi. Thật không ngờ có thể tìm lại được. Thật đúng là kỳ diệu. Bố đồ nhỏ nói đúng, chia sẻ có thể đem lại vận may. Cảm ơn con đồ to. Bố đồ nhỏ, món quà sinh nhật này thật có ý nghĩa. Mẹ rất thích. Con
đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.